thì vừa qua có một cái câu chuyện là cái quyết định phạt 7 triệu rưỡi và được rất là nhiều báo chí, nhiều chục tờ báo đăng trong cái câu chuyện của 7 triệu rưỡi. Thì phải nói là tôi cũng rất là thay mặt cho gia đình, cho công ty và cũng như bản thân của vợ chồng tôi xin chân thành cảm ơn tỉnh Bình Thuận. Thì vừa qua là phải nói là bà xã tôi thì có ngồi tại nhà của Nguyễn Thông nhân cái ngày một số các bạn báo chí và YouTuber quay phỏng vấn vợ chồng của anh Tiến là một trong những nạn nhân của Võ Hoàng Yên. Thì bà xã tôi ngồi nói chuyện, xong cái đông chuyện đó xong thì nói chuyện nó đang đứng ngồi ở đằng sau cái bình bông. Thì nói chuyện đó là một cái câu chuyện mà cái phần là đã được ghi trong cái quyết định. Đó là nói rằng là nói xúc phạm đến là chủ tịch tỉnh Bình Thuận. Là cái quyết định là xử phạt 7 triệu rưỡi. Tôi thì cái nguyên tắc là cứ có giấy gì của nhà nước xử phạt thì trước tiên mình đi nộp, còn việc đúng sai hồi sau phân giải. Dù mình biết đó là cái công chuyện không phải là trả lời phỏng vấn, mà muốn YouTuber muốn đăng thì phải xin ý kiến, tại vì đây là không phải cái việc để trả lời phỏng vấn theo cái điều 32 của cái luật bộ luật dân sự năm 2015. Nên đó là hiện nay ở trước mặt tôi nó rất là mâu thuẫn và nó có hai việc. Việc thứ nhất là vợ chồng tôi nhận được cái giấy khen của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Khen ở đây là trong cái nội dung đó, là đã có nhiều đóng góp vào việc hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới. Đây là cái của bà xã tôi. Và đồng thời ở đây là cái quyết định xử phạt hành chính. Thì trước tiên là tôi xin cảm ơn chính quyền tỉnh Bình Thuận. Và tôi thấy rằng là chọn, có một sự lựa chọn. Và tôi thấy vợ tôi đã quyết định trước đây đi làm những cái việc đó, thì thôi cái việc đó là tặng cho nhân dân, cho các cháu học sinh có đường đi, để cho không có bị các cháu bị té ngã trong những mùa mưa gió, để thuận tiện đường xá đi học. Còn cái việc mà tặng giấy khen của chính quyền của huyện Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Thuận thì để quyết định thì, và tôi xin thấy, xét thấy vợ chồng tôi không xứng đáng để nhận hai cái giấy khen này, và tôi sẽ xin trả lại. Và sư tôi xin cảm ơn là tôi xin nhận lại giữa hai cái giấy khen với cái giấy quyết định xử phạt, không nói rằng là xử phạt Bình Thuận, thì tôi xin giữ lại cái giấy xử phạt để làm kỷ niệm của cuộc đời trên con đường hành thiện của mình, và kỷ niệm mãi mãi. Đây tôi sẽ về ép giấy kiến và lưu lại trong công ty, và cho kể cả đây là cũng là một cái bài học để cho là kể cả nhân viên trong công ty và kể cả đời con tôi cũng giữ để làm một cái kỷ niệm của cha mẹ mình. Và tôi cũng rất là vui vẻ, và cho tôi một lần nữa là xin cảm ơn tỉnh Bình Thuận, chính quyền tỉnh Bình Thuận, và cho tôi cũng gửi lời chúc sức khỏe nhân dân những cái nơi mà bà xã tôi đã làm. Thì vừa qua thì tôi vợ chồng tôi là đến với tỉnh Bình Thuận là một cái sự nhân duyên, và vợ tôi có đề xuất làm một số việc, trong đó có cái việc xây chùa và làm đường, cũng như giúp một phần khó khăn nhân những cái ngày Tết cho tỉnh Bình Thuận. Thì trong đó có hai việc, kể cả xây chùa cũng nhiều chục tỷ tặng cho đó, thì có cái bản công đức. Thì xin thưa cái bản công đức này cho tôi xem cái bản công đức, và tôi cũng sẽ gửi tặng lại, trả lại bản công đức mà kể cả thư cảm ơn của chính quyền của huyện Tánh Linh. Và đây là cái bản tuyên dương công đức, thì tôi cũng xin gửi để tặng lại cho, gửi lại cho tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Và chúng tôi chỉ lưu giữ lại mãi mãi và đưa vào trong cái tàng thư của, và chắc là đây là một cái là sẽ tin để treo lên tại Đại Nam là cái quyết định là xử phạt 7 triệu rưỡi. Tôi thì cái nguyên tắc là cứ có giấy gì của nhà nước xử phạt thì trước tiên mình đi nộp, còn việc đúng sau đúng sai hồi sau phân giải. Xin thưa với các bạn, thì qua một cái quá trình, cái việc mà vừa qua là bà xã tôi có tố cáo Võ Hoàng Yên cái chuyện mà trước đây là xưng danh thần y và được rất nhiều báo chí, số báo chí đưa ca ngợi là một thần y, mỗi năm chữa bệnh 4.000 ca bệnh và khắp đất nước Việt Nam và ở nước ngoài. Và cũng nhân đây cho tôi có một cái lời xin có câu hỏi với tư cách là một công dân của Việt Nam, xin hỏi chính mình thì tôi coi trên cái trang website của Võ Hoàng Yên
thì có đăng lên ở trên đó là có một cái giấy của anh Quý, phó ban thiên giáo của huyện Tánh Linh, gửi cho ban tuyên giáo của tỉnh Bình Thuận. Trong đó nói nội dung là tạo điều kiện từ năm 2012 sẽ làm giống như Hà Tĩnh và Bình Phước đó, và cho tôi được hỏi cái việc á, mà chữa bệnh nó là liên quan đến con người, nó liên quan đến mạng sống, mà từ năm 2012 thì ban tuyên giáo của huyện Tánh Linh gửi như thế là xin cho tôi hỏi là cái việc đó là đúng hay sai. Cái thứ hai nữa là Võ Hoàng Yên chữa bệnh từ 2012 đến nay, cũng do tôi xin hỏi chính quyền tỉnh Bình Thuận có biết không? Có biết cái việc mà Võ Hoàng Yên chữa bệnh mà tập trung rất là đông người, nó gần 500 người, có khi cả ngàn người, có khi có những lúc hơn cả ngàn người, đúng không? Thì chính quyền có biết không? Nhưng mà qua tôi được coi trên một cái phóng sự do anh Phương Nam, phóng viên có hỏi trong một cái bữa họp báo, anh Phương Nam là phóng viên Phương Nam là ở báo Pháp Luật. Và câu hỏi rất là đặc biệt và được chính quyền, các ngành chuyên môn của tỉnh Bình Thuận trả lời là có lỗ hổng trong việc quản lý nhà nước đối với việc chữa bệnh của Võ Hoàng Yên. Vậy thì cái lỗ hổng này cũng cho tôi xin hỏi trách nhiệm thuộc về ai? Thầy Võ Hoàng Yên chữa bệnh thì nói rằng trong cái clip đó, tôi thấy rằng là trong cái bữa họp báo đó, là ngành y tế trả lời rằng vì thiếu người kiểm tra, là Võ Hoàng Yên đi lại là không bất định nên không biết được. Nhưng mà cái người kiểm tra tôi coi lại á, cái việc mà Võ Hoàng Yên chữa bệnh thì có một anh trưởng phòng y tế của huyện Tánh Linh là cái người luôn luôn bệnh đâu, là thấy anh này anh Phan Trung Chi, và anh là trưởng phòng y tế bác sĩ chuyên khoa cấp 1, là coi như anh đi bê khăn để phục vụ cho Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Cái việc có một nhưng tôi quay lại trên cái họp báo á, thì trả lời rằng là không thiếu người kiểm tra thì cái việc đó đúng hay sai. Cái thứ ba nữa là tôi coi trong cuộc họp báo của tỉnh Bình Thuận, cũng có tỉnh Bình Thuận đó, thì cũng phóng viên anh Phương Nam có hỏi thì vẫn có trả lời rằng trong cái việc cấp phép cho Hoàng Yên là chỉ có là cái người Việt thôi công việc đi. Vậy của anh chủ tịch của các y, anh có đăng ký rồi anh là ở đại Hương An Tự, thế thì cái việc đó là đúng hay sai trong công tác quản lý nhà nước, quản lý công tác khám chữa bệnh? Chưa bao giờ biết mà. Và cho tôi cũng xin hỏi thêm một điều nữa, với tư cách là người công dân muốn hỏi chính quyền tỉnh Bình Thuận và các ngành chức năng, một cái việc mà một người ký để hoạt động cái việc chữa bệnh rồi là chữa bệnh á là một người khác, đó là Võ Hoàng Yên, còn anh Vũ thì đăng ký, thì cái việc đó về mặt quản lý này để cho tôi hỏi thăm thêm là nhờ qua các kênh báo chí hỏi thăm là đối với Bộ Y tế, đối với những ngành chuyên môn, đối với việc quản lý nhà nước như thế là đúng hay sai. Và cho tôi xin mượn cái đoạn mà của ban tuyên giáo mà gửi cho tuyên giáo của mà Bảo Hoàng Yên đăng ngay trên web nên là tôi với một công dân tôi cũng hiểu, tại vì là những cái luật lệ nắm có một chút gì đó đây là về việc quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn của các ngành, nên xin muốn hỏi đến chính quyền tỉnh Bình Thuận. Thì khi bà xã tôi làm đơn thưa Võ Hoàng Yên chữa bệnh là việc lừa dối nhân dân, thì sau đó tỉnh Quảng Ngãi như thấy việc lầm sầm, thì tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 7 của năm 2019 thì có tổ chức để chữa bệnh cho nhân dân ở tỉnh Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Làm đó rất là tốt, chính quyền nào cũng vậy, cũng muốn lo cho dân. Nhưng mà sau khi biết được và kiểm tra và kể cả công an của tỉnh Quảng Ngãi cũng như chính quyền của tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra và thấy cái việc đó đã kết luận là 770 người đã được Võ Hoàng Yên chữa bệnh là không hiệu quả, mà còn có dấu hiệu lừa dối người bệnh, lừa dối nhân dân gây những cái điều không tốt, và có những người là còn là phải là mang cái di chứng mà phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Thì cái việc của tỉnh Quảng Ngãi kết luận rồi, rất là mừng, nó cũng đều để nói lên là cái việc của bà xã tôi và cũng như tôi tố cáo cái việc chữa bệnh là không đem lại một cái kết quả gì cho người được chữa.
Thì tôi cũng muốn hỏi là với một cái trách người, một cái địa phương làm chỉ được chữa có một lần thôi, nhưng mà 770 người thì suốt quá từ 2012 đến cuối năm 2020 à, và lúc đó là anh Đặng, anh Trung Chi là trưởng phòng y tế, là luôn luôn tôi thấy kề vai sát cánh đi các chữa bệnh, kể cả cái lúc mà lên mượn chỗ Đại Nam thì thấy anh cũng với một cái chức năng là bê cái khăn giấy để phục vụ một bác sĩ trưởng phòng y tế à, mà bê cái khăn giấy để phục vụ cho một gọi là cái người chữa bệnh mà gần như là không có cái giấy mà để hoạt động, được hoạt động anh, cái giấy đó là cái giấy để đi phục vụ thôi. Thì cái việc cái suốt thời gian từ 2012 đến năm 20, vậy thì Võ Văn Yên chữa bệnh ở tại Bình Thuận, ở Gia An là đúng hay sai? Đúng hay sai? Tôi cũng muốn mong có một cái sự trả lời, đặc biệt là trả lời không phải của riêng tôi hỏi tôi đại diện cho bao nhiêu người bị đến đó bị lừa, rồi bao nhiêu người chữa không hết bệnh, họ mang những cái di chứng. Nên tôi cũng xin hỏi chính quyền của là hay là của tỉnh Bình Thuận, hay là làm đúng, hay là ở Quảng Ngãi là không ai hết bệnh, nhưng mà đặc biệt ở Bình Thuận thì lại có người hết bệnh. Thì cũng mong cũng qua cái đúc kết gần mười mấy năm thì có thể đúc kết dùm để cho nhân dân và cho mọi người biết, để nếu mà Võ Văn Yên chữa được bệnh thì cũng mong chính quyền hay là các ngành của tỉnh Bình Thuận cũng trả lời dùm để cho chúng tôi biết, để cho tôi chứ không hàm một con người, không hàm bằng một con người như thế. Đây là những cái câu hỏi tôi muốn gửi lên, gửi đến, và cũng xin thưa với quý vị và một lần nữa cho tôi trân trọng cảm ơn cái quyết định mà tỉnh Bình Thuận đề nghị với sở truyền thông, không xử phạt 7 triệu rưỡi cho tôi làm kỷ niệm của cuộc đời này, và tôi dành nó để lại cho con cháu mai sau. Đây là một cái kỷ niệm rất là quan trọng, tại vì một cái sai lầm ở trong cuộc đời thì nó là thầy mình, giúp cho mình nhiều thứ lắm, ngộ ra được rất nhiều thứ trong cái con đường mà mình tu sửa để làm người. Và tất cả cái gì thuộc về đã như thế này, một cái người mà bị phạt thì không xứng đáng để nhận những cái phần khen thưởng trong đồng vị trí. Thôi thì tôi làm thật thử, từ xưa giờ tôi cũng có mưu cầu chuyện khen thưởng, ngay cả đi làm nước ở dưới Bến Tre này cũng các anh ở Bến Tre làm rồi cũng mang lên tận ở trên công ty tặng, thì cũng lại mình là không tặng, nhưng mà đó là một cái hình ảnh rất là tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi trên cái con đường hành thiện làm việc mình nhận, phải nói là đây là một cái may mắn. Tôi nói với con tôi đây là sẽ là một cái may mắn rất lớn đối với quỹ từ thiện An Hữu và đối với công ty cổ phần Đại Nam, cũng vừa là một cái bài học để cho vợ chồng tôi để nhớ, để khi sau này mình rút kinh nghiệm mình làm cái gì cho nó chín chắn và để mình không hối tiếc.